phía trước là đó là cống Lắng Thé, hay còn gọi là cống 10 cửa các bạn. Đây là cái phía trước, đây là con sông Lắng Thé thì có nhiều xà lan chở cát. Các bạn thấy là cái gì không? Con sông này rất là lớn nha, và đặc biệt là hôm nay mình đi đến thì nước đang lớn. Ở đây thì còn cống 10 cửa này nó chỉ mở một lần một ngày, chỉ mở một lần thôi các bạn. Ở đây các bạn khi đến đây thì gió thổi rất là mát, khung cảnh rất là đẹp ha. Ở đây mà các bạn nhìn ở phía trước nó đó những xà lan để chờ cống để mở để đi qua cửa. Ở đây muốn vào các con sông ở tỉnh Trà Vinh là phải qua con cống Lắng Thé này. Mở cửa mình sẽ quẹo lên nha. Đây cống 10 cửa các bạn. Đây cống 10 cửa nó đây nè. Đây là cái đường lên cống 10 cửa, các bạn thấy nhìn ở đây cảnh rất là đẹp đây nè. Thì ở đây cống 10 cửa hiện giờ mình thấy hình như đang đóng cửa các bạn. Ở trên đây đinh cống nhìn xuống rất là đẹp, nhìn rất là đẹp các bạn. Cống 10 cửa này là nằm ở giữa xã Đại Phước với thị xã Trà Vinh các bạn, thành phố Trà Vinh. Đây đỉnh cầu nhìn xuống rất là đẹp đây. Đây đỉnh cầu rất là đẹp. Cạnh ở dưới sông thì có nhiều người nhăn lưới đánh bắt cá các bạn. Ở đây thì bên đây cũng có nè. Bên đó thì nước đang lớn là rất là nhiều. Đây cái cống nè, đây cái cống đang mở này bạn. Đang mở đây. Cạnh ở đây rất là đẹp phải không? Và buổi chiều thì ở đây nắng rất là đẹp, cái làm ở đây rất là mát luôn nè. Mình sẽ về vòng vòng đây có nhiều câu cá đó. Rồi bây giờ mình dừng, mình đi quay với các bạn xem ha. Cầu các bạn thấy dưới giả cầu đi ra ngoài cống. Ở đây có người, nhiều người anh em câu cá đây. Ở đây thì cái cống ở đây thì nước hình như thấy cũng hơi chênh lệch tí. Ở đây cô đã ghe vô rồi sao? Cô hình như đang đóng đó cô. Là cô dân ở trong đây hay là ngoài phía bên này? Trong à. Thấy rồi trôi thì thấy nó xuống hai cửa. Dạ. Rồi lên hai cửa giờ thấy cửa nãy giờ hoài. Rồi tụt xuống ngang đó. Người ta đóng hết trơn rồi mà. Đang xuống rồi mà. Đang xuống đâu. Dạ là đóng rồi đó. Còn cái người kia là đang bảo trì. Dạ. Vậy là đóng từ sớm gì hết trơn luôn hả? Dạ đóng hết đó cô. Trời ơi, vậy cô thấy nước chảy vô nè đó. Vậy là cô muốn văng lưới là đợi nước chảy hay là nước đó, nước đóng lại? Nước bình không có ấy mà văng được hết rồi. Đó giờ thấy con nước còn chảy vô đó. Dạ. Cái cửa đang hạ xuống vậy. Đang đóng đó cô, xuống gần tới. Đó đang xuống nghe e đó. Dạ. Thì nào đóng hết bít hạ xuống cô mới dám thả lưới. Cháu nghe chú kia nói ở đây là mình cá nhiều hết cô. Cá cũng nhiều lắm, thả lưới trúng cá nhiều. Dạ, dạ có khi tôm có tôm không? Tôm có nữa. Dạ. Chị đang hạ xuống, đang hạ xuống phải không em trai? Kéo lên. Ý? Kéo lên hả? Kéo lên hả?
Thank you.